nào dẫm nát tới bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời, ngựa phi như điên cuồng giữa cơn giông dưới cánh đồng, vì trên lưng công hoàng những vết roi vẫn in hằng. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình, ân tình mở cửa ra với mình, ngựa hoang bỗng thấy mơ để quên. Phong cách khác nhau đã thổi lửa sân khấu, khiến cho ban giám khảo phải đứng dậy vỗ tay với phần trình diễn quá tuyệt vời vừa rồi ạ. Chúng ta nghĩ rằng là song ca là những cặp nam nữ và ca về tình ái, nhưng chưa bao giờ âm nhạc được chuyển thể như thể là một môn thể thao đối kháng giữa hai thế hệ, nhưng lại tôn và đẩy nhau để chúng ta ngày hôm nay được một lần nữa chiêm ngưỡng tác phẩm này dưới một hình thức hoàn toàn mới lạ. Vâng, hoàn toàn đồng ý với chị Trác Thím Yêu. Chỉ thiếu có cái mũ cà bồi với lại con ngựa nữa thôi là chúng ta đã thấy là anh Việt với lại anh Dũng đã là song phi ra thể hiện ca khúc Vết Thù Trên Ngựa Hoang. Thưa quý vị, và ngay giờ Nguyên Khang xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo sẽ dành điểm số cho phần thể hiện của hai ca sĩ vừa rồi. Thời gian bắt đầu.
Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ Nguyễn Khang xin mời cô Ý Lan sẽ nhận xét cho hai giọng ca khủng này ạ. Bài hát này lại một lần nữa làm cho chúng tôi khổ, khổ lắm cơ. Trong tiếng hát của anh Chi Bình luôn luôn cho tôi sự yên tâm, yên tâm và yên ổn, là bởi cái kinh nghiệm sống của anh, đã trải qua trong cuộc sống của anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Còn về Ôn Vĩnh Quang, cô nghĩ rằng là con là một con ngựa nhỏ, trẻ, cho nên con có những cái chướng của con, có những cái nốt con phá cách. Và khi con giận, trên lưng nó hồi, rồi để lại những vết thù. Tất cả những cái điều đó con đã nhấn mạnh và rất mạnh trong những cái câu hát đó, và làm cho cô cái cảm xúc nó có tăng và nó có giảm. Cô chúc mừng trong phần trình diễn của con. Vâng, cảm ơn nữ danh ca Ý Lan. Một lần nữa lại cũng xin được phỏng vấn với lại giám đốc âm nhạc. Khi mà chọn cái nhạc phẩm này, trong lòng anh nghĩ là lợi thế sẽ nghiêng về sự am hiểu của người sống trong thời cuộc, vốn là nằm ở phía nghệ sĩ Chí Bình, hay rằng là cái chất gựa chứng sẽ là vũ khí sở trường cho tiếng hát của ông Vĩnh Quang để thể hiện nhạc phẩm này? Khi việc chọn bài hát Ngựa Hoang này á, thì cũng là một cái sự đắn đo lớn. Giống như chị Y Lan nói á, là anh Chí Bình á, là hát trong phạm vi an toàn, một cái biên độ rất an toàn, không cho người khác khó chịu với cái cách chừng mực của mình. Còn Ôn Vĩnh Quang á, thường á, em hát những cái bài ruột thì rất là hay, nhưng khi thử thách một cái bài hát mới thì cảm thấy trên bên, và con ngựa này nó trở thành hoang mà hoang được. Cho nên á, chính vì cái điểm yếu của hai người này như thế, việc muốn hai người cởi một con ngựa mới. Và thật sự khi mà Ôn Vĩnh Quang hát lên, em làm cho mọi người và kể cả anh Việt rất là hài lòng. Còn anh Bình thì một cái sự trải nghiệm, chắc chắn rằng có thể là anh chưa hát bài này, nhưng thế hệ của anh nghe mấy chục năm, nó đã thấm vào trong máu anh rồi. Trong đêm hôm nay, hai người hát, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Còn anh Hồ Trung Dũng nãy giờ, Nguyễn Khang thấy anh suy nghĩ, anh đăm chiêu. Tại vì Nguyễn Khang biết chắc là anh cũng đang khó trong cái bài toán của mình. Chính cái câu là ngựa hoang đầy những cái vết thương ở trên lưng, những cái vết hằn trên lưng ngựa hoang. Và theo Dũng nghĩ thì vào tâm lý, nếu mà mình bị hằn nhiều như vậy rồi á, mình sẽ trở nên chai hơn, mình sẽ không có đau nhiều quá nữa, mình nhìn mọi việc nó sẽ bình thản hơn, cái đau nó sẽ sâu hơn. Và vì thế mà trong vòng thi này, Dũng xin được phép cho điểm cao hơn với chú Chí Bình. Xin cảm ơn anh. Chúng ta vẫn chưa biết là chú ngựa nào sẽ về đích trong cuộc đua tại trường đua của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ đây thì chúng tôi xin mời kết quả từ phía ban tổ chức. Thưa quý vị, nhìn vào điểm số của ban giám khảo dành cho hai gương mặt trên sân khấu, chú Nguyễn Chí Bình và Ôn Vĩnh Quang, có một điều đặc biệt, đó chính là cả hai đều nhận được số điểm của ban giám khảo khá là gần nhau, chỉ chênh lệch nhau có 0,5 điểm mà thôi. Trong khi đó thì số điểm của khán giả dành cho cả hai thì lại có sự chênh lệch khác biệt. Một người nhận được 8,5 và một người nhận được 7,4 từ phía khán giả. Trong đó, thí sinh giành chiến thắng trong phần thi này nhận được đến 2,10 từ phía ban giám khảo. Tổng điểm của người đứng ở vị trí số 2 là 36,4 và gương mặt còn lại cách biệt với 38 điểm. Và chúng tôi xin chúc mừng người đã nhận được chiến thắng trong cuộc đua ngày hôm nay. Xin chúc mừng Ôn Vĩnh Quang, xin chúc mừng. Và xin được cảm ơn nghệ sĩ Chí Bình đã đến với người hát Vĩnh Quang. Hy vọng là chú sẽ luôn giữ sức khỏe và sự thành công trong cuộc sống. Cảm ơn chú đã đến với chúng tôi ạ. Đời người nghệ sĩ có lắm chông gai và nước mắt. Niềm đam mê của tôi bắt đầu từ khi tôi còn rất là trẻ. Tuổi thanh xuân của tôi gắn liền với những ánh đèn màu của sân khấu. Với tôi, được mang tiếng hát của mình cho đến mọi người và niềm hạnh phúc nhất
yêu nó. Tôi sống với nó cả cuộc đời này. Năm nay tôi 64 tuổi rồi, mà niềm đam mê ca hát của tôi vẫn chưa bao giờ tắt. Tôi luôn chuẩn bị cho mình những gì tốt nhất khi xuất hiện trên sân khấu. Với tôi, được hát ở đâu cũng được, miễn sao được thỏa niềm đam mê của mình. Tôi sẽ còn hát nữa và sẽ theo đuổi niềm đam mê này đến hết cả cuộc đời tôi. Tôi luôn có một hy vọng, đó là được một lần đứng trên sân khấu lớn. Và tôi tin ngày đó đã đến với tôi. Waiting for you.
vị, và với ca khúc Right Here Waiting For You thì thí sinh của chúng ta đã có 3 sự lựa chọn của nữ ca sĩ Phương Thanh, nữ ca sĩ Minh Tuyết và nam ca sĩ Quang Dũng. Ngoại hình sẽ hơi đầy đặn nhưng mà tiếng hát thì rất là bay bổng, rất là nghệ sĩ. Đó là hai điều. Đầy đặn, tiếng hát luôn rất là dày. Và đây là một trong những cái khuôn mặt sẽ rất là đẹp, Phương Thanh nghĩ vậy. Bởi vì tiếng hát rất là đẹp, cái chất giọng rất là đẹp. Đẹp ở đây không phải là đẹp bằng cách là dày hay là cao hay là, mà đẹp ở chỗ rất là thanh. Khi mà nghe giọng hát này, Phương Thanh đã ngồi và nhắm mắt và nghe, rất là bay bổng. Chị là Minh Tuyết đó, chạy là người qua bấm nút của Quang Dũng và Phương Thanh. Người ta say mê, người ta nghe, người ta quên bấm thôi. Khi mà chị Minh Tuyết coi ở trên cái màn ảnh phía trước á, thì không thấy nguyên cái mặt được, nhưng mà cũng thấy sơ sơ. Thì Minh Tuyết đoán rằng là cô là một người lớn tuổi. Không, làm sao lớn tuổi được. Nhưng mà Tuyết thấy là Tuyết thấy trên màn ảnh và Tuyết nghe cái giọng là Tuyết cảm nhận được như vậy. Nếu mà đúng như Tuyết dự đoán, một người lớn tuổi mà vẫn đi thi những cuộc thi như thế này, thì Minh Tuyết khâm phục cái nghị lực của cô và cái sự yêu nghề của cô. Chỉ có bao nhiêu đó thôi là Minh Tuyết đã muốn bấm cái nút này rồi. Huống chi rằng cô hát cái bài hát mà Minh Tuyết rất rất là yêu thích thời Minh Tuyết còn mười mấy tuổi đó. Trẻ trâu, lúc còn trẻ trâu. Và khi con nghe cô hát Waiting For You á, nó rất hay. Là rất là con, đúng con, không? Con sao xuyến lắm, rất là hay. Và điều đó là cái điều mà con rất muốn cô về đội của Minh Tuyết. Và bây giờ chúng ta sẽ có chị Phương Thanh là mặt nạ màu xanh dương, chị Minh Tuyết là mặt nạ màu hồng và anh Quang Dũng mặt nạ màu vàng. Xin mời thí sinh có 5 giây để lựa chọn. Giọng ca này sẽ chọn mặt nạ nào đây? Màu hồng của ca sĩ Minh Tuyết hay màu xanh dương của ca sĩ Phương Thanh? Và sau khi quyết định, Thúy Vân nghĩ là thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng để lộ diện. Xin mời! Dạ, chị Tuyết chị đúng rồi, nhưng mà về đội chị Chanh, chị ơi. Con mời cô giới thiệu về mình ạ. À, con khao khát như vậy mà cô nở, cô đội cái màu xanh lên. Vì cô thần tượng Phương Thanh rất là lâu rồi. Đôi khi không cần nói nhiều mà lại được. Cô năm nay là cô 64 tuổi. Oh. Cô ở quận 12. Cô ở gần nhà mẹ con đó. Gần nhà con dễ gặp cô nhiều hơn. Thật ra là cô cũng rất là yêu Minh Tuyết. Tuyết có cái bài mà cô thích là Mãi Là Người Đến Sau đó. Nhưng cô thần tượng Phương Thanh là lý do như thế này. Những cái bài Phương Thanh hát nó có tâm trạng giống như cô. Mỗi lần Phương Thanh hát, cô tự nhiên bị xúc động quá. Đôi khi cô cũng hơi rơi lệ chút xíu vì nó tâm trạng giống như cô. Cho con ôm cô một cái được không? Lên trển ôm rồi dùng tình cảm rồi lấy của người ta đi. Chương trình thì cô vẫn có thể thay đổi vào phút cuối. Xin em một lần cuối, đừng trách anh, đừng giận anh nhé. Em, anh van em nói đi, em nói đi, em nói sẽ không bao giờ buồn. Ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, anh chôn dấu đời ngàn năm lạnh giá. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, anh chỉ muốn kiếp yêu em mà
đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vời vợi. Thà em nói, thà em trách rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Em nói đi, em nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Xa nhau, anh xin nửa đời cùng em lần cuối. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, anh xin muốn kiếm yêu em mà thôi. Nhau rồi, đường em đi mưa giăng ngập lối, đường em về gió mưa tơi bời. Anh em xin anh kỷ niệm ngày xưa, thu hút tựa như giấc mơ, đừng bôi xóa đừng quên nhé anh. Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi em. Xa cách rồi chừng nào thấy nhau. Em mình nhìn nhau lần cuối đi em. Mãi xa cách rồi nhớ nhau nhiều hơn. Em chắc không bao giờ quên được bóng dáng năm xưa. Em chắc không bao tìm được tình yêu lần nữa. Cho nhau nụ hôn cuối cùng, sao nghe đắng chát trên môi. Dưng dưng ngấn lệ khóc cho cuộc tình còn nhiều dối gian. Thôi mình nhìn nhau lần cuối giám khảo đã đứng dậy vỗ tay cho thấy được một phần chào sân vô cùng ấn tượng của sáu cô chú ngày hôm nay. Quý vị khán giả có mặt tại trường quay, một tràng có tay lớn hơn nữa được không ạ? Chúc quý vị vừa rồi là hai ca khúc Lời Cuối Cho Em và Nhìn Nhau Lần Cuối. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với sáu cô chú trên sân khấu này quý vị nha. Chú đây, Nguyễn Khang xin chào chú ạ. Chào Nguyễn Khang. Chú có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Chú tên gì và đến từ đâu không ạ? Tôi tên Huyên Chí Bình và là ca sĩ tự do. Ca sĩ tự do. Chú bắt đầu cái chặng đường âm nhạc của mình từ khi nào? Mình thì mình hát ở trong cái đội ca nhạc thông tin văn hóa của quận Phú Nhuận á. Xin cảm ơn chú. Cảm ơn Nguyễn Khang. Dạ, Nguyễn Khang xin chào chú. Chú có thể giới thiệu đôi nét về mình cho mọi người biết được không ạ? Duy Tài xin được gửi lời chào đến ba vị giám khảo cũng như toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình Người Hát Tình Ca. Đến giờ phút này phải nói là được một cái chương trình để thỏa sức đam mê của mình, đó là một cái điều mà những người như chúng tôi hằng mong ước. Và một cái điều mà Duy Tài thấy là ở cái năm nay có sự khác và rất là hài lòng, là vì ở cái tuổi trung niên như chúng tôi thì hát chung một cái bạn trung niên thì nó sẽ dễ kết hợp những cái ca khúc
nó làm cho tiết mục nó sẽ được hài hòa hơn. Vì năm rồi Dư Tài cũng có hát, hát nhạc đen thì rõ ràng là dù có cố gắng, có tập luyện nhưng mà chỉ thuộc bài được thôi, chứ trong một tuần, hai tuần không thể chuyển từ cái giọng hát nhạc sến qua một cái giọng đen mà nghe nó ngọt ngào, điều đó thì không thể. Dạ vâng, cảm ơn chú. Rồi hôm nay rất là vui là vì các cô chú đứng cùng với nhau mà hòa giọng nó gọi là ngọt như mía lùi và rất là hay. Xin cảm ơn chú rất nhiều ạ. Xin cảm ơn chú. Và Nguyễn Khang xin chào chú ạ. Chú có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Chú tên gì? Hiện nay chú đang làm công việc gì và quê chú ở đâu ạ? Của mình tên thật cha mẹ đặt là Nguyễn Văn Đa và nghệ danh là Nguyễn Huỳnh. Và mình sinh ra ở Cà Mau. Nói về Cà Mau thì chắc có lẽ mọi người biết cái món đặc sản Cà Mau rồi gì ạ? Cua Cà Mau đúng không chú? Đúng rồi, chính xác. Trời ơi, ăn uống là nghề của con mà. Cảm ơn chú rất nhiều và hy vọng là có ngày nào đó cái con ghé quê của chú cái được thưởng thức cái món lẩu cua Cà Mau chú ha. Chú đãi cho con. Rồi, con cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ là qua đến bên đây. Em chào chị. Mái tóc đẹp quá. Chị có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Chị tên gì và đến từ đâu? Mình tên thật là Lê Thị Nguyên Thủy. Nghệ danh của mình là Carol Thủy. Và mình cũng đã theo nghề 20 năm đổ lên. Dạ, chị Carol ơi, em nghe cái chất giọng của chị á, nó có một chút gì đó, nó hơi hướng của jazz. Cảm nhận thôi, tức là chị hát những cái ca khúc hơi thiên về nước ngoài một chút đúng không ạ? Ngay cả cái ngoại hình cũng vậy. Sở trường của Thủy đúng ra là về nhạc Anh, nhạc Pháp. Cảm ơn chị rất là nhiều. Hay cảm quá. Ơn yeah. Cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta cùng chị gặp gỡ chị tiếp theo. Xin chào chị ạ. Mình tên là Quyên Nguyễn, tên ở trong ngày hôm nay cuộc thi tên là Diễm Quyên. Ngày còn là thời sinh viên học trường sư phạm kỹ thuật thì em vẫn thường đến sinh hoạt và hát trong chương trình ca khúc mới của nhà văn hóa thanh niên, nhưng mà lại không được bố mẹ chấp nhận cho đi theo cái con đường âm nhạc. Cái tình yêu đó như là một cái tình yêu mà mình gieo cái hạt mầm lên trên cái sàn bê tông mà không có mọc được. Nỗi niềm đó nó nằm ở trong cái trái tim của mình. Vẫn cảm thấy được là mình vẫn nuôi được niềm đam mê bằng cách là em thành lập một câu lạc bộ âm nhạc và hướng dẫn cho tất cả các bạn sinh viên của các trường đại học để đi thi những cái cuộc thi âm nhạc mà của Việt Nam mình. Cô ơi, bây giờ nhân đây thì con hỏi luôn là chắc chắn là sẽ có một cái người nào đó có ảnh hưởng đến âm nhạc của cô hoặc là cô yêu thích và thần tượng đúng không ạ? Cô có thể chia sẻ cho mọi người biết là cô thích ca sĩ nào? Thì trong cái chất giọng của em thì em đã có một cái chất giọng nó khá gọi là trầm, cho nên em hướng theo cái trường phái của nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, cho nên cái dòng nhạc của cô Khánh Ly thường thường là nó rất là vừa vặn với giọng em. Vâng, thế thì nhân đây thì Nguyên Khang xin phép mời cô có thể gửi một đoạn ngắn, một ca khúc nào đó mà cô yêu thích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà cô Khánh Ly đã từng thể hiện được không ạ? Xin nói trước được rằng chắc không giống như cô Khánh Ly đâu, đó là một huyền thoại. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi hát khi rừng chiều đổ mưa. Xin cảm ơn thật nhiều ạ. Hay quá, cảm ơn cô. Chất giọng rất vang, rất rền và rất cảm xúc ạ. Cảm ơn Nguyên Khang nhiều lắm. Dạ, đây là người cuối cùng. Nguyên Khang xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu đôi nét về mình được không? Trước hết Quế Nương xin gửi đến lời chào ban giám khảo, tất cả những người có mặt tại trường quay và chào Nguyên Khang và cùng 5 người bạn. Tên của Nương đủ hết là Phan Quế Nương. Cô biết không, trong số các cô chú ở đây thì con lại rất là đặc biệt, rất là ấn tượng với mái tóc của cô. Cô có thể chia sẻ cái mái tóc cũng như là cái phong cách âm nhạc có người nào ảnh hưởng đến cái con đường âm nhạc của cô không cô? Thật sự mà nói từ nhỏ thì mình mê âm nhạc lắm. Mình lúc làm cái gì cũng hát, rửa chén cũng hát, lau nhà cũng hát. Nhưng mà thần tượng, rất thần tượng nhất là chị Giao Linh. Cô Giao Linh. Vâng. Thế thì thôi, bây giờ con lại mạn phép là xin mời cô. Cô giới thiệu một chút về thần tượng âm nhạc của mình thông qua một ca khúc được không cô? Được. Xin mời cô ạ. Một chuyện tình ngày nào lòng chưa nguôi, xót xa ôi thật buồn,
đây quán bên hồ đã một thời ân ái tàn buồn còn giữ nghĩa lòng nức nở rồi chợt thương số phận khóc đời mình dáng dở đôi dòng lệ tuôn. Hay quá trời ơi, nó ngọt chưa từng tim luôn. Cảm ơn cô rất nhiều à. Và bây giờ chúng tôi xin mời 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho 6 gương mặt trên sân khấu. Thời gian bắt đầu. Xin được cảm ơn các vị khán giả cùng với là 3 vị giám khảo. Và bây giờ Nguyên Khanh xin mời phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời danh ca Ý Lan. Ý Lan xin nói trước tiên về tiếng hát của anh Huyền Chi Bình. Anh cất tiếng hát lên một cái là chúng tôi phải tròn mắt nhìn nhau. Một tiếng hát dày đặc của anh mà nói lên tất cả sự vững chãi trong âm nhạc mà anh đã sẵn có. Chúc mừng anh cho phần trình diễn vừa qua. Anh Duy Tài, anh phải rất là hãnh diện là Ý Lan yêu và quý tiếng hát của anh vô cùng trong cái phần trình diễn của anh vừa qua. Và bây giờ đến là anh Huỳnh Nguyễn. Tôi sống ở bên Mỹ đó, thì ít có ai mà dám hỏi tuổi nhau lắm. Nhưng mà thôi tôi về Việt Nam, cho tôi trở lại với cái sự ấm áp và thân mật của người Việt Nam. Anh có ngần ngại cho tôi biết năm nay anh 30 hay 40 tuổi ạ? Nguyễn Quỳnh rất là cảm ơn Ý Lan đặt câu hỏi này, mà chắc có lẽ là có nhiều người hỏi lắm. Mình đi hát mà sao không ai khen hay hết, toàn là hỏi tuổi không à quý vị. Mình sinh 1958, 61 tuổi. Anh sinh năm 58. Dạ. Yeah. Tôi sinh năm 57, vậy là anh phải kêu tôi là chị nha. Dạ yeah, đúng rồi. Rồi, vậy vâng anh, tôi nhìn anh là một người còn rất là năng động và rất trẻ trung. Nhìn thấy cái cách anh trang phục như thế kia rất là tân thời, cộng thêm tiếng hát của anh là một tiếng hát mà tôi nghe nó có một kia âm hưởng của một người nào đó mà tôi cũng rất là thương tiếng hát của anh ấy. Tôi không biết người đó với anh có quan hệ gì không, hay là anh có thần tượng người này hay không. Tôi muốn nói đến ca sĩ Nguyễn Hưng ạ. Đó là một cái câu mà phải nói là Nguyễn Quỳnh á, đi tới đâu cũng vậy mà ai cũng nói ủa anh Nguyễn Hưng về nào kìa. Mình chưa hát mà nghe nói cái câu đó mình buồn lắm. Nhưng mà mình rất là hãnh diện. Anh có nhảy được giống như Nguyễn Hưng không? Nhảy thì được nhưng mà không bằng anh Hưng. Không bằng nhưng mà thôi, làm ơn cho chúng tôi coi một vài chiêu một tí đi. Wow. Smoothly. Hay quá. Đó anh ơi, anh nhiều tài lắm. Rồi, cảm ơn anh và cảm ơn cho cái phần trình diễn của anh vừa qua. Rất là xuất sắc anh. Thế bây giờ xin cho Ý Lan đi qua với ba mỹ nữ của chúng tôi trên sân khấu hôm nay. Chị Carol Thủy, tiếng hát của chị cất lên là biết ngay nhà nghề rồi chị. Chị nói rằng là chị đi hát đã trên 20 năm. Nhất là chị hát dòng nhạc jazz hay là dòng nhạc ngoại quốc, thì cái giọng hát nó cần một cái độ dày nhất định. Vì cái độ dày đó mà chị áp dụng vào trong dòng nhạc Việt Nam thì nó lại tăng lên thêm cái niềm cảm xúc cho người nghe rất nhiều. Cảm ơn chị đã đến với Người Hát Tình Ca ngày hôm nay và cho chúng tôi được nghe âm hưởng của chị rất là tuyệt đẹp. Em cảm ơn chị Lan. Và chị Diễm Quyên, với tất cả những cái tâm tình mà lúc nãy chị đã chia sẻ với tất cả chúng tôi ở tại phim trường ngày hôm nay, nó là một cái điều quý hơn tất cả. Và ngay cả khi mà chị cất giọng hát mà chị nói người thần tượng của chị là chị Khánh Ly, tôi công nhận là giống thật đó chị ạ. Hát rất hay chị. Xin cảm ơn thật nhiều ạ. Bây giờ đến chị Quế Nương. Chị ơi, chị vừa mới cất tiếng hát thì người ngồi bên cạnh tôi bảo úi cha sang quá. Chắc Thúy Miêu đã khen chị. Trong tiếng hát của chị cho Ý Lan thấy một độ dày tình cảm nó đầy đủ trong câu hát của chị. Cảm ơn chị đã đến với Người Hát Tình Ca. Xin cảm ơn Ý Lan. Và Nguyễn Khang xin mời giám khảo Trác Thúy Miêu.
Khi nghe đến cái đề tài rằng là những cái thí sinh ngày hôm nay sẽ là những cô chú cao niên, tôi đã hơi lo là không khéo thì thành lệ văn nghệ quần chúng kiểu như vậy. Nhưng mà không, đây là một bản lĩnh chuyên môn hoàn toàn nghiêm túc, con ngưỡng mộ. Và thật sự lúc nãy Thúy Miêu nếu mà không vì cái màn giới thiệu nó làm mình nguội đi cái cảm xúc của nhạc phẩm thì giọt lệ nó đã đến ngang đây rồi. Cảm ơn các cô chú. Xin cảm ơn giám khảo Trác Thúy Miêu và xin mời giám khảo Hồ Trung Dũng. Đầu tiên là cho phép Hồ Trung Dũng được gửi lời chào cũng như là lời cảm ơn đến tất cả các cô chú đã có mặt trong chương trình tối ngày hôm nay ạ. Cái điều mà Dũng cảm nhận lớn nhất đó là một cái sự xúc động rất là lớn. Bởi vì Dũng vào nghề thì đến giờ này là chỉ mới 10 năm thôi. So với chị Thủy hay là các cô chú ở đây thì còn rất rất là ngắn. Và cái mong ước lớn nhất của Dũng trong cái đường đi hát của mình là được như cô Ý Lan và được như các cô chú anh chị ở đây, là hát làm sao thật là lâu, được khán giả yêu mến, đón nhận mình để mình hát thật là nhiều. Và quan trọng hơn nữa là vẫn giữ được cái lửa, cái niềm đam mê với cái âm nhạc. Và ngày hôm nay khi nghe các cô chú ở đây hát, con cảm nhận được đó là cái tình cảm mình đặt dù là 30 năm trước, 20 năm trước hay bây giờ, nó vẫn mãi mãi là như thế. Cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn giám khảo Hồ Trung Dũng. Và ngay bây giờ sẽ là kết quả của vòng 1. Chúng tôi xin chia tay với cô Diễm Quyên. Rất cảm ơn cô đã đến với chương trình ngày hôm nay và xin chúc cô thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi xin được công bố số điểm của ban giám khảo và khán giả có mặt tại trường quay đã bình chọn như sau. Thưa quý vị, hiện giờ thì có hai gương mặt được số điểm rất là cao, 38,75 điểm đồng điểm với nhau. Xin được chúc mừng, đó chính là chú Chí Bình. Và gương mặt còn lại cũng 38,75. Xin chúc mừng cô Carol Thủy. Chúng tôi xin được chúc mừng với 38 điểm. Xin chúc mừng cô Quế Nương. 37,75 điểm. Xin chúc mừng chú Huỳnh Nguyễn. Và cuối cùng với 36,75 điểm. Xin chúc mừng chú Di Tài. Dạ ông ơi, ông có thể chở tụi con lên Bến Thành được không ạ? Xin lỗi, ông đang chờ người. Dạ. Dạ. Dạ, con chào ông. Ông ơi, ông chở tụi con ra nhà thờ Đức Bà được không ông? Tôi xin lỗi, tôi đang chờ người. Dạ. Với cô thông cảm dùm nha. Dạ, dạ, vậy thôi. Xin lỗi. Xin lỗi, tôi đang chờ người. Chờ ai? À, dạ. Chờ em. Anh đưa anh. Ủa, mà sao em lại hẹn anh ra đây? Ai cho em ra đây? Bác sĩ cho em về. Bác sĩ cho em về thiệt? Thiệt. Vậy thì lên xe anh đưa em về nhà. Chứ nếu không á, mà cái Bình An thấy nha, thấy anh với em mà đi nhau nó không có vui. Nhưng em muốn đi với anh. Em muốn đi với anh. Dạ. Nhưng mà Bình An nó, Bình An nó lớn rồi, nó sẽ hiểu mà anh. Anh chờ câu này của em lâu lắm rồi. Giờ mình đi ha, mình đi anh hả?
Nhưng bây giờ em dày, anh có hối hận không anh? Không. Anh không bao giờ hối hận. Không hối hận em à. Em biết đó, từ trước cho tới nay anh chỉ có chiếc xích lô này. Bây giờ em đi với anh, em có hối hận gì không? Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh. Em không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu anh. Anh không đi tìm tình yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đai cát cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Em không đi tìm người yêu đôi trắng thay đen. Em không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà. Lầu cao xe cát em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Ủa, em sao vậy? Hả? Em sao? Không, không, em không sao đâu. Em hơi khát nước. Em ngồi đây, anh đi mua nước ha. Ngồi đây nha, anh mua nước ạ. Anh lạnh, không có ho nha. Bằng thăng vô. Nhớ nha, đừng đi đâu nha. Chờ anh. Làm vậy mà má cũng dám làm rồi hả má? Má ơi, con đâu có bắt má làm cái gì nhiều đâu. Má đang bệnh á thì má ở yên trong bệnh viện cho người ta chăm sóc đi. Má bỏ ra đây làm cái gì? Má làm vậy thì làm, má đừng có để thiên hạ nói con anh là một đứa bất hiếu. Má ơi, mai má, má thương con không má? Con nói gì nghe kỳ vậy? Má không thương con thì má thương ai bây giờ? Má thương con hả má? Vậy bây giờ má đi theo con, đi về nha má. Đi đi má, con đưa má về bệnh viện. Đi liền đi má. Đi má, theo con đi má. Bình An. Đi má. Má xin lỗi. Má xin lỗi. Vậy mà má nói má thương tôi. Thật sự tôi không hiểu má đang nghĩ cái gì nữa. Từng tuổi này rồi, xách vỏ bỏ nhà đi theo tình nhân. Má không sợ thiên hạ cười, nhưng mà tôi sợ. Tôi sợ nè má. Thôi, mày không được hổ với nhớ má mày. Chú Nghĩa, chú với má tôi già rồi, làm vậy có được không? Mày, em xin anh, em xin bình an. Má, tạnh mưa rồi, má cho con ra nha má. Rồi, mời công chúa của má ra nè. Sao, con gái của má có lạnh lắm không? Má chồng con kính như vậy, sao mà lạnh được? Dễ thương quá à, quen. Vậy má có lạnh không? Trời ơi, con gái má không lạnh sao mà lạnh được chứ. Mệt rồi đúng không? Rồi, đây, 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 ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi trước đây, rồi. Đây, má lấy cơm cho con ăn rồi mình uống thuốc nha. Thôi, con không uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm, ngày nào con cũng phải uống thuốc hết. Sao vậy? Con phải uống thuốc cho mau hết bệnh chứ. Con đâu có bệnh gì đâu. Khi nào bệnh là con phải sốt,
con phải đau bụng, con phải nhức đầu thì mới gọi là bệnh. Còn lâu lâu con chỉ có mệt chút xíu thôi à. Đó, con lâu lâu một chút xíu á, nhiều lâu, nhiều chút xíu như vậy là con bệnh nặng, hiểu không? Và hôm nay á, má có chuyện cái chuyện thơm lắm nè, không biết có ăn không ta? Má để con tự ăn nha. Rồi, giỏi, chừng mắt xương nha con. Dạ. Giỏi quá. Xin lỗi, xin lỗi, chở chị, chở chị. Chạy xích lô có gắn cái bô xe đâu mà chạy dữ vậy trời. Hey, xích lô. Ủa, xích lô đây rồi, người đạp xích lô đâu? Ôi. À dạ, anh đi mua đồ hay gì rồi đó chị ơi. Đạp xích lô mà đặt đi mua đồ. Gái gái gái, lấy chị chai xá xị đi cưng. À dạ. Dạ hết xá xị rồi chị. Một ề kìa sáu bát trời. À dạ, xá xị hết hạn rồi chị. Con nhỏ thì nó bán hàng có tâm nè nha. Bán hàng có tâm á là để đứt cho con nè. Trời ơi, con gái xinh quá à. Nè, mau lớn mai mốt qua chỗ má làm nha con. Tránh xa con tôi ra. Con Hồng, đúng không? Hồng, má nè con, má nè, nhớ không? Ủa má, vậy là bà ngoại con hả má? Không phải đâu con, người ta nhận làm người thôi, không sao đâu, ăn cơm. Ủa làm gì đâu mà làm, mày là gà đẻ trứng vàng cho cái vũ trường thiên hương của má. Cô nói mà. Cái gì vậy? Thôi đi. Rồi, giận đúng không? Ngày xưa mày bỏ đi mà có nói má tiếng nào đâu, má cộm đi bụng mà. Mà lỗi đâu phải tại má đâu, tại ổng chú bộ, ổng năn nỉ má đó. Ổng nói là cho con ra ngồi nói chuyện với ổng một chút thôi, rồi uống rượu một chút thôi, hát một chút thôi, rồi bỏ một chút thuốc. Chuyện cũ tôi bỏ rồi, đừng nói nữa. Má đi đi. Vậy má đi nha, có gì cứ tới vũ trường tìm má. Con gái, ngoại đi nha. Ủa, xích lô về rồi nè. Em chở chị tới vũ trường Thiên Hương nha. Dạ dạ dạ, mời chị lên xe. Đi em đi, lẹ lên, trễ rồi nè. Bà quên tôi rồi hả? Hả má Đào? Thằng Nghĩa bảo vệ. À, mày không làm bảo vệ cho má ở vũ trường, mày qua đây bảo vệ con Hồng bán xá xị. Hay, công việc có tiến triển đó con. Ngày xưa tôi từng thề, nếu để tôi gặp lại bà một lần nữa, giờ gặp rồi nè, tôi giết bà. Nè, mày giỏi chiếc dép đụng trúng cọng tóc của má đi. Ngày mai tiền của má chôn sống mày nghe chưa. À! Ê, má đi nha. Anh thôi đi, anh làm cái gì mà nóng phừng phừng vậy? Bà tới đây chi vậy? Bà vô tình đi công chuyện đi ngang thôi, chứ tôi đâu có cố tình tôi gặp bà đâu. Má. Hả con? Sao chú nghĩ dữ vậy? Không sao đâu con, không có gì đâu, đừng có sợ. Bé An đừng có sợ nghe. Chú Nghĩa thấy cái cổ đó, cổ dữ quá cho nên chú Nghĩa đuổi đi thôi à. Chứ chú Nghĩa hiền queo à, đúng không? Dạ. Nè, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Dạ. Qua đây, chỗ này nè. Qua đây. Gì vậy? Chỗ nè. Thích không? Dạ thích. Dạ chú Nghĩa hỏi nghe. Dạ. Con thích chú Nghĩa không? Dạ thích. Con thương chú Nghĩa không? Dạ thương. Con có muốn chú Nghĩa làm ba con không? Dạ không. Sao vậy? Con có ba rồi mà, ba con đi công tác xa, mai mốt ba con về với má con. Má con nói vậy đó, đúng không má? À đúng rồi con, phải uống thuốc nha. Dạ. Đây. Má, cho con ra góc kia con ngồi dễ chút nha má. Rồi, ra ngoài ghế đá ngồi. Quay. Anh ăn cơm không? Quay đi ngồi cơm. Cái gì vậy? Ngồi xuống. Tôi nói chuyện nè. Tôi sẽ. Mày chạy dép tôi hả? Ừ. Trời ơi, nay mày đặt mua dép cho tôi nữa. Thôi, dép tôi còn mang được, không có mang cái này đâu. Cái này gọi là đôi dép hả? Ừ. Trời đất ơi, nó đứt. Lấy dây ni lông bệnh vô nè, nó mục lắm rồi. Thôi nhưng mà tôi còn ăn được. Giật cái là đứt nè, thấy không? Thiệt tình cái gì luôn á, nhưng mà của tôi. Nè, cái dép của tôi. Mang vô không? Không. Đừng có ghẹo gan luôn à, mang vô không? Không. Cũng mang đồ dục à. Ê nè. Dính trưởng. Biết ngay mà. Tật tiết của lắm nè. Thôi đưa đây tôi mang giùm cho. Dù sao cũng là một cuốc xe mà đúng không? Ừ.
chịu ha. Giờ y ha. Bán cà phê mà mang dép này cũng là lạ. Mắc cười quá. Cho tôi tự mang được rồi. Ngồi xuống mang làm giống như là hoàng tử thứ hai cho cô Tấm không bằng. Ê, tính ra tôi là hoàng tử xích lô đó nghe. Mang dép của tôi rồi. Không biết ấy có chịu đi cùng tôi suốt quãng đời còn lại không? Cái gì vậy? Tôi quen mang dép cũ rồi. Thiệt, tôi mệt quá. Sao mà... Hồng ơi, tới bao giờ Hồng mới hiểu cho lòng tôi đây? Cái đôi dép nó cũ lắm rồi, làm ơn bỏ giùm tôi đi. Anh nói dép cũ thì bỏ à? Vậy chứ à, người đàn bà đã cũ, anh thương chi hả anh? Gõ cửa trái tim ván em được vào, dù tình xót đau chung thân huyệt đào. Ngủ vui với chim bao đôi niềm mắt xanh xao, nhưng anh vẫn ngóng tin em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngò hồn tái tê nắm cánh thân thờ. Nhìn lòng mang sang ta để một mối bơ vơ, khi không em nhốt anh trong đời chờ. Cái này anh tự nhốt chứ tôi đâu có bắt nhốt anh bao giờ. Kệ tôi thích nhốt vậy được không? Tại tôi thương mấy người. Nói chuyện với mẹ nó không vui chút nào. Trời đất ơi. Thôi, ra nói chuyện với con gái tôi vui hơn. Nói cái chuyện gì vậy? Biết nữa. Gì vậy? Sao vậy con? Cái gì vậy? Nó xỉu, nó xỉu. Anh ơi, ba từ từ, tôi lấy thuốc cho con. Đưa ra đi cấp cứu vậy lên. Tôi không có thể làm sao. Vô trong bệnh viện tính sao? Em ơi, em ơi, em ơi. Sân tiếng hát cho người người bỏ tình mồ vôi hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đáng được yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa. Ngày mai sau em mất người yêu, em khổ thân nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên. Thank you.
Hồng! Hồng ơi! Làm cái gì mà la ôm sầm vậy hả? Hồng! Đi làm chú gái cho tôi mừng ăn được không? Đi với tôi hả? Đi với tôi! Nhanh lên! Hồng đi. Ơi! Có gì vậy? Nhanh lên nè hả? Dạ dạ, con vô nè má! Đi với tôi Hồng! Anh làm cái gì vậy bố? Đi với tôi! Đi đâu? Khó khăn lắm Hồng mới rời khỏi được chỗ này! Tại sao bây giờ Hồng còn đắm đầu với nó làm cái gì nữa? Tại tôi cần tiền! Bác sĩ nói rồi, bệnh tim của con Bình An trở nặng rồi. Nếu như không mổ kịp thì nó... Tôi chỉ có mỗi mình nó là con gái thôi. Tôi không muốn mất nó, tôi cần tiền, anh hiểu không? Không cần tiền cái gì? Được, đi nè, tôi có nhiều tiền lắm đây nè. Nè Hồng, tiền nè Hồng, lo cho bé Bình An đi Hồng. Nè, nhiều tiền lắm. Tôi cần gấp trăm số này lận. Anh có không? Có, yên tâm đi, tôi lo được. Ở đâu anh lo? Tôi chạy xe, rồi tôi tích cóp. Miễn sao là tôi lo được cho bé Bình An thôi. Anh chạy xe hay là anh chạy hàng với tụi thằng Tân? Tôi nói anh bao nhiêu lần rồi anh nghĩa, anh không được làm những chuyện vi pháp đó. Nó dụ anh, nó gạt anh làm những chuyện đó. Anh vui không là tôi có vui không? Tại sao vậy? Liệu là anh bán mạng mình được bao nhiêu lần nữa để lo cho má con tôi anh vậy? Bao nhiêu lần cũng được hết, miễn sao anh có đủ tiền anh lo cho bé Bình An. Có đáng không? Đáng chứ. Tại sao? Tại tôi thương em. Thương tôi? Tôi biết anh thương tôi. Thương tôi từ lúc tôi chưa có bé Bình An cho tới bây giờ. Anh luôn hy sinh tất cả cho má con tôi. Vậy thì bây giờ tôi xin anh một điều duy nhất thôi có được không? Được, em nói đi, bất cứ điều gì anh cũng làm hết. Đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Được, anh thề, kể từ giờ phút này anh sẽ không bao giờ giao du với tụi nó nữa. Anh sẽ cố gắng anh làm. Rồi anh xin người ta, anh xin người ta anh đi phụ hồ, anh qua bến Bình Đông, anh xin người ta để anh vác gạo mướn, anh làm tất cả mọi thứ để anh có tiền, anh lo cho em, anh lo cho bé Bình An. Nhưng anh chỉ xin em một điều thôi, đừng quay lại chỗ này nữa nghe em. Nghe em, mấy cái này nó không có hợp với em đâu. Em tháo ra đi, em bỏ hết đi, nó không có hợp với em đâu. Cái này nó mới hợp với em nè. Anh xin em mà Hồng. Em không xứng đáng với anh. Đời này kiếp này, má con em nợ anh nhiều lắm rồi. Nếu có gặp lại ở kiếp sau, em xin trả. Còn bây giờ thì em xin anh đừng bao giờ chờ đợi em nữa. Hồng, cho dù có như thế nào anh vẫn sẽ chờ. 50, 60 hay 70 tuổi đi nữa anh cũng chờ. Đúng rồi, 70 tuổi, lúc đó thì bé Bình An đã lớn. Anh sẽ đến đón em, và chúng ta sẽ đi tiếp quãng đời còn lại nghe em. Nghe em. Thôi rồi còn chi đâu anh ơi, có còn lại trắng dư ông thôi. Trong cơn thương đau men đắng yêu rồi tình yêu sao chua cay, men nào bằng men thương đâu đây. Hỡi người bỏ ta trong mưa bay, phương trời mình đi xa thêm xa, nghe vạn mùa thu sau lưng ta. Anh ơi thu thiên ơi, người vì ta
còn gì giấu trong tâm tư, mắt lệ mờ hoen sương sương. Anh vẫn sẽ chờ em 50, 70, 70 tuổi, 70 tuổi anh vẫn chờ. Con gái yêu của má, má tin là má đã sống hết mình cho tuổi thanh xuân. Má đã làm những gì mà một người mẹ trẻ có thể làm, dám sống, dám yêu, dám làm. Và đương nhiên má đã dám chịu trách nhiệm cho những sai lầm trong tuổi thanh xuân đó. Con gái có biết tại sao má đặt tên con là Bình An không? Tại má không hy vọng con gái của má giàu sang, mà chỉ mong con mãi mãi hạnh phúc bình an. Thời gian trôi nhanh lắm, thanh xuân của một đời người trôi nhanh. Vậy mà người đó đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình chỉ vì hai má con mình. Con gái yêu, hãy để những ngày tháng ngắn ngủi của cuộc đời má, má thực hiện lời hứa với người đó nha con. Anh có mệt không? Không, có em đi với anh, anh không thấy mệt. Anh có cái vật này anh tặng lại em nha. Mấy chục năm anh giữ đôi dép mới quá à? Không phải đâu, đôi dép cũ nó mục rồi, anh mới mua đó. Em đi mang vô. Vậy đó, bây giờ em đã đi đôi dép này, có nghĩa là em đã bằng lòng đi với anh suốt cuộc đời, phải không? Em lạnh hả? Cho buồn ngủ hả? Ngủ đi. Đây rồi, anh lấy thêm đây em. Em đã ngủ được bình an rồi đó. Em ngủ đi. Ngủ đi nha. Anh sẽ chở em đi. Anh sẽ chở em đi. Là cảm ơn Minh Nhật ngày hôm nay đem đến một tác phẩm mà phải nói là nó đậm một chữ tình, rất nhiều chữ tình trong đây. Và thấy anh Quốc rất là thúc thích mà ngồi khóc, mà có đôi khi mà từng cơn ức lên. Thì không biết là cái cảm xúc anh Quốc hiện nay thế nào, anh Quốc có thể chia sẻ với Minh Nhật được không ạ? Đây mới chính là kịch cùng Bolero. Chỉ mới cái vòng đầu tiên thôi thì bạn đã cho tất cả khán giả cũng như là cho tất cả giám khảo chúng tôi
những cái xúc cảm mà nó chân thật nhất. Tôi cảm ơn bạn bởi vì bạn đã mời được hai người thầy của chúng tôi, đó là thầy Mạnh Dung và cô Thanh Dậu. Và bên cạnh đó, công danh xuất sắc và nữ hoàng trợ diễn Hồng Trang nữa. Nhật đòi hỏi ở một cái tác phẩm mình đưa ra thì trước mắt là cái nhìn, cái mỹ của khán giả. Khi người ta nhìn lên, người ta phải tin, người ta phải tin cái nhân vật đó. Nhật mới, đến lì thì Nhật mới gặp thầy Mạnh Dung với cô Thanh Dậu, thì Nhật mới trình bày cái tác phẩm của mình. Thì thầy cô rất là thích, thầy cô rất thích những đạo diễn trẻ, thầy cô nói ok, thầy cô sẽ hỗ trợ hết mình. Tôi thích nhất là lúc tấm màn trắng vừa xả xuống và đúng ngay vị trí Hồng Trang chạy tới. Nó giống như là nếu không kịp cứu con thì một cái gì nó tan tóc, nó thay lương, nó trùm phủ trong cái gia đình này. Khi mà mình đặt mình suy nghĩ là một cái nhân vật, mình sẽ cho người ta cái này. Và từ những cái đồ đó thì Nhật tính cách mình xử lý cái đó, mình tạo cái điểm nhấn cho những cái đạo cụ cũng như là cảnh trí để hỗ trợ cao nhất về cái ý nghĩa của kịch bản. Và cái chi tiết, cái đôi dép, bạn xử lý cái đôi dép và cái đôi giày, bạn không cần nói gì hết. Bạn không cần nói là bắt đầu bây giờ tôi phải bắt đầu tôi bước vào cái chỗ đó. Chỉ cần cái cô Tú Bà đem đôi giày ra đổi cái đôi dép thôi là người ta đủ hiểu. Cái chữ đi cùng nhau tới hết quãng đời còn lại thì nó cần cái gì đó để nó sẽ liên tưởng tới đôi dép hoặc đôi giày. Thì đó là cái mà Nhật nghĩ là ok, mình sẽ đi đôi giày nó sẽ ok. Cái hay của em là tinh tế từ cách dàn dựng hình ảnh nhạc, rồi từng chiếc xe bán nước, chi tiết của đứa bé nó núp mưa, nó đi ra. Phải nói những cái đó mà chị không nghĩ những người trẻ như em lại có được những cái chi tiết tinh tế như thế. Đúng như là chị Việt Trinh phân tích, em xử lý rất giỏi về yếu tố không gian. Qua chỉ cần một vài chi tiết thôi là những băng vải trắng từ trên buông xuống, nó vừa tạo cho người xem một cái cảm giác để tan cho một cuộc tình của cái đôi trai gái này. Với cái tiết mục này trong cái chương trình ngày hôm nay, cái kết xử lý mang tính thuyết phục, nó mang đầy đủ hết tất cả những yếu tố nhân văn, thẩm mỹ, sự lãng mạn trong cuộc sống. Và cái yếu tố lãng mạn em đẩy đến đỉnh điểm trong cái tiết mục của em. Có nhiều người hay nói, có nghĩa là đứa con là cả một cái thanh xuân của mẹ. Nên Nhật muốn truyền tải một cái thông điệp tới tất cả các bạn trẻ, có nghĩa là hãy trân trọng, hãy quý mến, hãy yêu thương những người mẹ của mình. Kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh Châu Linh. Anh sinh năm 1981 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ chào khán giả, anh là Vĩnh Long. Em được biết là anh Châu Linh đã hoạt động trên 15 năm trong nghề. Và có một điều ít ai biết đến, anh Châu Linh chính là cháu ruột của nghệ sĩ hài Vũ Thanh, một gương mặt rất quen thuộc của đài truyền hình Vĩnh Long. Em xin được hỏi anh Châu Linh là Linh. Xấu dễ xài, giờ thì ngẫm nghĩ không sai, xấu hay không xấu do mình mà thôi. Chứ bà con cô bác có biết không, lúc trước đây nhìn cái dáng tôi á, nó cũng roi roi con và mi nhon lắm. Nhưng rồi tự nhiên tôi ăn ngày ăn đêm ăn không kiểm soát, nên giờ đây thân tôi nó mới mập như vậy. Cái này đâu phải là bỏ của, tại mình giàu nên có vợ đẹp vợ xinh. Cổ về với tôi hai đứa biết mặt nhau đâu, đêm tân hôn cổ nhìn tôi cổ giật mình hoảng sợ. Tôi buồn một đêm khóc cho tới sáng, bỗng thấy cổ nhìn tôi có
của tôi đúng với đâu ông bà. Chồng xấu em dễ xài, xấu nhưng mà em yêu, em đem về nâng niu, nhưng cũng từ đó ỷ lại bê tha rượu chè mà không có chịu mừng ăn. Cô nói một câu tặng một bàn tay, cô nhăn một cái là khuôn mặt đầy tím. Mình xấu mà vợ bỏ mình đi, cũng chạy vì mình ham mê ăn nhậu, mau thức tỉnh kịp thời cho được vợ đâu đây. Dạ qua để nói chuyện với anh là cái vụ với số nợ đó đó. Nợ gì, từ tôi hát xong về đi làm hộ trả nợ chị ha. Nợ anh cho tôi mượn. Anh á, anh cho tôi mượn, tôi con nợ. Ủa, tôi có tiền chơi điện mở nữa. Cái gì vậy? Tôi mượn tiền anh mà con tôi bệnh khổ quá, giờ tôi có tiền trả tôi làm. Bây giờ nó đòi nợ nè. Cô mượn anh, đúng không? Dạ, anh ơi anh làm ơn đi, tôi xin anh. Thôi, thôi, con thôi. Tôi nó bệnh. Không có nói nhiều. Dạ, tôi không có tiền trả mà anh. Nè. Cho có lỗi thôi. Số tiền cô đã mượn. Dạ. Thì mau trả lại cho tôi gì? Lãi mẹ để lãi con. Có tiền hả rơi? Chuyện con của cô nó ốm đau hay là bệnh tật? Dạ bệnh nhiều lắm. Liên quan gì tới tôi? Mày? Cô phải trả cho nhanh. Anh ơi nhưng mà anh thông cảm giùm đi. Con nợ như cô vàng đeo đầy đủ. Anh ơi. Cô mà trả nợ cho tôi không mà nói nhiều lôi thôi. Trả liền. Bây giờ em không có tiền. Hai trả không? Bây giờ em không có tiền. Bây giờ anh ba trả không? Ba trả không? Không có tiền thiệt mà. Thôi nó cơ chắc dùng tiệc chiêu với bà này. Tiệc chiêu cuối. Bây giờ vậy? Trả không? Tiền. Hai trả là thỉ mà trả đi trả. Ai? Thôi trời. Trả đi. Ông đừng nào. Trả. Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Châu Linh. Xin mời đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh có lời nhận xét. Khi cải lương có mặt tại Việt Nam và qua những cái giai đoạn thì nó phát triển rực rỡ ở khoảng từ năm 57 đến năm 75. Người ta nói đến ngày hôm nay nó thay đổi nhiều nhưng mà mục đích chính của cải lương vẫn là phản ánh cuộc sống. Thì trong cái vở này của anh có một chút cái điều đó, nói về cái việc say rượu và chúng ta nên tránh xa nó. Cái chức năng của nghệ thuật là như vậy. Chỉ có nhắc anh là tại vì khi mà nghe những câu chuyện của các thí sinh thì vẫn rất là thương. Có những người đã phải hy sinh rất là nhiều để có thể đứng trên sân khấu, có thể làm rất nhiều việc khác nhau. Và anh cũng là như thế. Và chúng ta thương thì chúng ta phải cố gắng hơn nhiều để có một cái chỗ đứng. Thứ nhất đó, phải kỹ hơn. Ví dụ như Vinh nói cái nhỏ nhất thôi, cái đạo cụ hôm nay với Vinh như thế không có hiệu quả cả. Anh uống rượu, anh không thể mang cho một chai nước suối. Và về phần hát đó thì cái phần duyên dáng của anh nó lại nằm ở chỗ chị Thi Tinh Kiều nhiều hơn. Tại vì nếu mà ca mùi thì anh không lại mấy thí sinh khác, chắc chắn luôn. Vậy thì mình phải tối đa hóa cái khả năng của mình và kỹ hơn trên con đường mình đi. Bên riêng Mỹ, Mỹ rất là thông cảm. Tự vì làm nghệ sĩ, hát một cái vai võ tướng, hát một cái vai kép văn, rồi hát một bài tân cổ thì nó dễ hơn là hát một bài tân cổ mà hát theo kiểu hài. Rất là khó. Tại vì hài á, mình hát mình phải biết nhấn nhá, biết uyển chuyển cái câu nào duyên dáng và cái sắp nghiệp mình mới ăn tiền người ta. Ở đây có lẽ là đến với cuộc thi anh Linh cũng còn nhiều bỡ ngỡ, anh chưa có nhiều cái kinh nghiệm cho nên là anh còn bị thiếu sót rất nhiều. Mặc dù là cái bài ca nó có cái cốt truyện rất là hay nhưng mà anh Linh chưa có truyền tải được cho người ta thấy là cái nỗi khổ tâm của một người ăn uống rượu đồ này kia nọ mà bây giờ hối hận. Và khi mà mình hát á thì anh Linh cố gắng đừng có nhìn xuống đất nhiều quá, người ta không có thấy được cái mặt mình, cái ánh mắt và cái biểu cảm của mình. Đúng như là anh Vinh với chị Mỹ nhận xét luôn, cái phần ứng diện với Tô Thiên Kiều thấy anh thoát ra khỏi những cái gì mà anh căng thẳng, anh áp lực, đó mới là anh.
là mong rằng nếu anh có cơ hội đi tiếp, anh phải thoải mái, anh phải là chính anh. Khi anh tự tin về bản thân anh thì anh mới kéo theo cái sức hút từ những người xem. Dạ, và cũng xin thưa anh Vinh, thưa chị Mỹ và anh Quốc, mình Tin cũng được biết anh Châu Linh cũng đã lâu rồi. Và mỗi khi mà Tin đi diễn ở những sân khấu hát cúng đình, hát miễu rồi đó, anh Châu Linh á, lặn lội đi theo những cái đoàn hát đó đó. Và anh xin làm những cái vị trí giống như là quân sĩ nè, thậm chí ra bắt ngựa, bắt cờ, cái gì anh cũng làm hết, miễn là cho anh được trên sân khấu anh hát. Và anh cố gắng lên, quý vị khán giả sẽ ủng hộ anh, và anh sẽ còn cơ hội để tỏa sáng với phần thi tài năng với thí sinh Châu Linh. Tao có đâu, đâu đâu đó, bên kia, thôi. Có chưa, đâu đâu. Tao à, hay rồi, hay rồi, hay tao rồi, có nè, có rồi, hai, ba, yeah. Vậy nhớ cho chút tiền mà. Ủa tiền đâu? Vậy có chữ nè. Nè. À, hi hi. Đồ ngốc. Thôi, dẹp đi. Ê, chống chết của nhau nữa đấy. Cái gì nữa? Giờ có tiền đâu mà làm. Tao còn một chỗ giấu quan trọng nhất. Ở đâu? À, xem nè. Thuốc. Ghê vậy? Ghê không, ghê không? Hay vậy? Vô đó, mày thấy chữ nào mà chữ ít là trao dấu chỗ đó đó. Mà chữ ít nào đậm nhất là nó. Theo tao vô, vô. Đâu, không thấy. Ê, đây nè. Yeah. Anh công rồi, đi. Đi. Đang ung dung trên trời, đập mây xanh năm nay xuống chơi. Anh năm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên đứng co. Chó! Chó! Giữ cửa. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ai xuất, mày phạt. Ông! Bước lên đây. Lẹ lên. Ông giận. Hả? Tôi khổ với một mình ông chưa đủ hả? Bây giờ ông nối giáo vô giặc, mà giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Hả con? Lên! Ôi, hả? Ủa cái gì vậy? Coi mình ơi! Coi mình ơi! Coi cái gì vậy? Mình ơi! Ôi trời! Trời, giữ bên đây! Dậy bên đây! Ai đây? Ai đây hả? Ở đây là Tú, bạn anh quen ở cà phê 2 tháng trước. Ví dụ Vũ Quỷ Đen, hôm nay nhắc nó về lấy quỷ đen. Hả? Nói chuyện dài dòng quá không hiểu cái gì hết. Tôi không nói chuyện. Tôi hỏi ông, tại sao vậy? Vợ chồng có gì thì nói với nhau, chứ có gì đâu mà ông giấu giếm gì. Hả? Ông giấu ở chỗ này là 750 ngàn, chỗ kia 1.150.000, chỗ nọ là 1.250.000, cái chỗ cuối cùng là 1.500.000. Biết hết luôn. Bây giờ tôi hỏi ông nè, cái bàn caro này ông giấu bao nhiêu? 1.250.000 nè mình. Trời ơi là trời, giấu mà cũng giấu lẻ. Mỗi lần tôi đếm tiền của ông á là tôi muốn đi đẻ luôn đó. Đi đây. Đau lòng. Con thấy không? Con thấy ba con hư dễ sợ không? Gì? Mày bên ba mày hả? Mày bên ba mày hả? Tí đầu. Đi dừng không? Vợ sao? Hai mấy con chị ngồi xuống. Tôi là một người tốt. Tôi thấy chồng của chị ngồi một quán cà phê buồn rầu mấy ngày liền. Tôi mới thắc mắc quá lại tôi hỏi ảnh. Tôi không ngờ chị lại đối xử với chồng chị như vậy. Chị nghĩ đi, đàn ông ra đường mà không có tiền trong tay thì làm được cái gì? Giật nước mắt. Vô Quý Đen để làm cái gì? Để những ngày lễ, ngày Tết ảnh có tiền, anh mua quà cho chị. Chị bất ngờ không? Mấy năm qua chị có quà không? Không. Đó. Chưa hết. Ví dụ như ngày hôm nay tôi với anh cần số tiền quỷ đen, tụi tôi mới lấy quỷ đen ra để start. Tú, nó là một người bạn tốt. Nó nói tôi là đàn ông, là trụ cột của gia đình, phải lo cho vợ con mình. Nó chỉ cách tôi giấu quỷ đen.
Và hôm nay tôi dẫn nó về lấy quê đen để làm gì? Để hùng với nó mua hàng bị bơm online trên mạng để bán kiếm lời lo cho mình đó. Trời đất ơi, ai mượn vậy hả? Tôi sẽ làm lại từ đầu, đặt ở niềm tin của mình với số vốn 6 triệu đồng này. Đúng. Với cái vốn 6 triệu đồng, đúng, mình sẽ kiếm được 60 triệu đồng. Đúng. Đúng. Ôi vậy mày vậy mày, như vậy. Bình tĩnh. Thằng con nó kêu đứng dậy vỗ tay cho hai người một cái. Trời ơi, nay nói chuyện hay quá trời. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ là nhà đầu tư. Đó. Tôi là Sắc Linh. Tôi hợp, tôi cùng với lại CEO chồng hợp tác với lại anh Tú. Vậy là ba chúng ta quyết tâm cùng nhau khởi nghiệp. Khởi nghiệp. Khởi nghiệp. Khởi nghiệp. Mỗi thí sinh sẽ có 60 giây để thuyết phục ban giám khảo rằng tôi xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo. 60 giây của bạn bắt đầu. Và lý do đến đây thi chương trình này là ngày xưa ba em là nhân viên của đoàn Tuồng Cổ Bình Long, để gặp má em nên duyên, và lúc đó là em đã nghe từ trong bụng mẹ rồi. Và sau này thì em may mắn là được hai nghệ sĩ là Chí Hải và Linh Huệ nhận làm ba mẹ đỡ đầu. Và cái lương từ đó đã ăn sâu trong máu em. Khi năm 22 tuổi là năm 2003 là bắt đầu em đi theo các đoàn lưu diễn. Và hiện nay em là nghệ sĩ tự do. Cái niềm yêu thích cải lương này mãnh liệt trong em dữ lắm. Muốn theo nghề này thì em làm đủ thứ nghề hết. Công nhân thời vụ, rồi bán vé số, là có khi em đi phụ hồ nữa. Và muốn đến cuộc thi này, em cũng muốn cái giải thưởng một nho nhỏ nào đó để ủng hộ cho em gần 20 năm đi theo nghề. Vì cải lương là mãi mãi trường tồn trong tim em. Thưa quý vị, đứng kế bên Bình Tinh là một cô gái có một cái tên nghe nó rất là mỏng manh, Hàng Ni. Nhưng mà thật sự là con người và hình ảnh thì không hề mỏng manh dễ vỡ tí nào cả. Chị ơi, chị cho em hỏi nhỏ một tí, chị có thể bật mí là tại sao mà ba mẹ lại đặt cho mình cái tên này không chị? Lúc mà mẹ chị chuẩn bị sanh chị ra đó, thì mẹ có xem cái vở cải lương là Mùa Thu Lá Bài. À, trong đó có nhân vật Hàng Ni. Nói là đẻ ra con gái sẽ đặt là Hàng Ni. Vậy hả chị? Nhưng mà bên ngoài thì cá tính của chị có giống Hàng Ni không? Mạnh khỏe lắm không? Và đến với cuộc thi Trăm Năm Ánh Việt ngày hôm nay thì em nhìn thấy điệu bộ của chị Hàng Ni như vậy thì chắc chắn sẽ thể hiện một vai nữ tướng. Nhưng mà vai nữ tướng gì thì chị có thể bật mí cho quý vị khán giả được biết không? Thì sẽ tham gia dự thi một tiết mục trích đoạn trong vở cải lương Nhụy Kiều Tướng Quân. Ồ, quý vị cũng biết là trích đoạn trong vở cải lương Nhụy Kiều Tướng Quân là một vở diễn đã đi sâu vào lòng người, nhất là những người bộ điệu sân khấu cải lương. Và quan trọng hơn nữa là những cái vai diễn trong vở tuồng này đều để lại dấu ấn trong lòng quý vị khán giả, nhất là hai vai diễn chánh, hai nghệ sĩ gạo cội, đó là nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền và nghệ sĩ Hoài Thanh. Chị Hàng Ni có cảm thấy là mình quá mạo hiểm, áp lực khi mà mình chọn cái trích đoạn này? Có, thì cái trích đoạn này nó kinh điển. Đi chọn cái tiết mục này thì thứ nhất là đi ngưỡng mộ những nữ tướng anh dũng. Thêm cái làn hơi của Ni thì nó phù hợp với cái vở cải lương này. À, bây giờ chuẩn bị ra thì tin cũng gặp lắm. Thôi thì mình tin ôm Ni cái đi. Em chúc chị thành công nha. Cảm ơn, tin rất nhiều. Dạ. Hãy subscribe.
lửa của đứa em từ thơ âu thơ. Cho đến nay mình đã xa nhau mãi mãi rồi phải không Lê Quỳnh? Chối rồi kỳ công rồi đây ta sẽ nghe tình người chung thương Lê Minh lên trên hết. Này hỡi Lê Minh rạch đường gươm, ta thề trước anh hùng dẫu cho còn một hơi thở cuối cùng dầu thịt nát xương tan, đất nước này ta không thể để chúng mất đi. Tên con, mẹ đi đâu lên đây vậy? Tự nhiên là sao mà ở dưới quê, không ở dưới quê thì lên đây rồi thì tự nhiên lấy bộ đồ con lên trước mặt ca Lê Minh. Ôi, người ta sắp sửa tỏa sáng rồi, trời tới cản không nổi, mà mẹ đang cản con đó. Con đi một năm mấy nay con không có về, trái cây mẹ trồng ở nhà, mẹ đem lên để chờ mẹ chút. Mẹ lấy cho con. Mẹ con nói mẹ nghe đây, mẹ nghe con nói cái đi. Trời ơi, bây giờ mẹ thương con ha, mẹ ở yên ở dưới quê, mỗi tháng con gửi tiền về cho mẹ, miễn mẹ đừng có lên đây. Và cái quan trọng là mẹ đừng có nói với ai, mẹ là mẹ của con. Rồi được rồi. Tin à, mẹ nói con nghe nè. Tin ơi, Tin ơi con hãy để mẹ đi tin nè. Thôi mẹ đi mẹ luôn đi. Trời ơi. Sức giờ giàu quá. Bây giờ mình thả lỏng ha, rồi mình nghe những lời góp ý chân thành của quý vị giám khảo ha. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Chào Hằng Ni. Dạ. Bận bộ đồ đẹp quá. Chị Mỹ khen bộ đồ em đẹp mà riêng anh thấy không đẹp. Em biết sao không? Dạ. Có nghĩa là nhìn á, nguyên một cái cây kim tuyến hết. Nó chá lạ hết trơn á. Và chính như vậy đó, người ta sẽ không thấy cái gương mặt. Đeo mắt kiến đi. Hằng Ni có một cái hơi rất khỏe, rất mạnh. Nhưng mà lúc nào chị cũng muốn Hằng Ni phải tiết chế lại. Có cái chút sâu lắng vô một chút xíu. Em bung ra hết, đâm ra có nhiều cái nó bị thé. Nó mất cái chất mùi đi, uổng quá trời luôn á. Và chính tả, phải cho chính xác. Giờ nha cưng ha. Dạ em cảm ơn chị. Ngoài cái nội chính tả ra nữa thì đây là một trong những cái bài hát mà nó trở thành huyền thoại của nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Thì có những cái câu văn từ phải chính xác luôn nha. Dạ. Đó thì đâu đó một vài chỗ em ca nó bị sai văn một tí xíu. Mà bản thân anh cho rằng trong cái cuộc thi trong năm Ánh Việt này thì cái giọng Hằng Ni vẫn là một cái giọng đẹp. Nhưng bắt đầu từ bây giờ không muốn gặp Hằng Ni ở những cái nhân vật mà những nghệ sĩ khác đã thể hiện. Em có đồng ý điều này không? Dạ em sẽ cố gắng. Và còn một thánh soi đang ngồi cười rất là tươi. Giám khảo đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Anh cứ quan sát lấy giờ, giá như mặt em nó lấp lánh gần giống cái áo thì tốt. Cái thần sắc của em, em để cái nỗi lo nó nhiều quá. Dạ. Cái phần mà thử thách có phải là cái phần gọi là ca cương không đúng không anh? Dạ ca cương. Dạ, à cương. Em bị hồi hộp quá. Dạ cho em xin nói một chút ạ. Tại vì em đang diễn nhập tâm á. Nó thể hiện cái bản lĩnh của em chưa có vững. Dạ. Em mà cứ như vậy không cố vô vòng sau thì khuôn mặt này sẽ chậm sáng lắm. Anh nói thật. Dạ. Bây giờ sáng nhanh. Dạ. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức phòng thi tài năng với phần dự thi của thí sinh Hằng Ni. Thôi
tôi đi nghe. Sau phần thi tài năng, mỗi thí sinh sẽ có 60 giây để thuyết phục ban giám khảo rằng tôi xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo. 60 giây của bạn bắt đầu. Từ nhỏ đến lớn, em được cùng mẹ là nghệ sĩ Thái Phượng Hằng đi lưu diễn từ miền Trung đến miền Bắc. 3 tuổi thì em được đóng những vai con và 15 tuổi thì em được vai chính. Những câu ca nó đã thấm vô máu của em. Và năm em 20 tuổi, em xin mẹ được tự lập để vào đoàn cải lương Đồng Nai. Hiện nay em là nghệ sĩ tự do. Ba không còn bên cạnh em, mẹ cũng vừa mới mất. Mẹ rất là thích bộ môn nghệ thuật cải lương này. Từ nhỏ em, bà mẹ và anh của em đều theo cái môn nghệ thuật cải lương này. Hôm nay đến với Trăm Năm Ánh Việt, em muốn được thể hiện hết khả năng máu lửa cháy trong người em.
Em mong rằng mẹ em không còn, nhưng những gì mà mẹ em yêu thích em sẽ nối tiếp cái nghề của cha ông để lại. Dạ, Bình Tinh xin chào anh. Với trích đoạn trong Vợ Cái Lương, Liều Độc Dược và Cây Đàn Thần. Và chúng ta còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu vào với phần dự thi của thí sinh Hoàng Dĩnh. Dân La ơi, dù là yêu tinh nhưng ta vẫn có trái tim của một con người. Ta yêu nàng, ta yêu nàng. Dân La ơi, ta thương đàn thần gái chịu cung ba. Bao đêm nhìn ai sống trong đau sầu, mà lòng ta đây dường như tơ rối. Lời thương muốn phân tay cùng ai nhưng nói không nên lời, còn gì đau hơn có thấu chăng nàng ơi. Dân lại đã mấy ngày qua ta đứng ngoài kia nhìn nàng xót xa trong hang đông, hình dáng thước tha yêu kiều diễm lệ khiến cho lòng ta vương vấn. Ta muốn nói cùng em lời tâm sự của tim mình. Dù là yêu tinh nhưng ta cũng có một chân tình, cũng biết rung động trước bóng hình kiều diễm, cũng biết đâu là nẻo đúng đường sai. Nhưng phận là em ta không thể vượt qua, phải lặng yên nhìn anh ta gieo rắc đoạn trường. Ta thương nàng thân gái chịu phong ba, càng lặng xót xa với những điều ta trông thấy. Tự do như một cánh chim trời, dẫu biết thả nàng ra ta sẽ mất nàng vĩnh viễn, còn hơn nhìn thấy nàng chịu khổ hận trước anh ta. Khi đã yêu ta làm trọn bổn phận kẻ biết yêu, dù người mình yêu không đối hoài thương tương, vì ta đã gieo quá nhiều khổ lụy. Bây giờ ta chịu khổ một mình ta. Dân La, ta yêu nàng, ta yêu nàng. Trời ơi, anh Xui. Trời ơi, Xui. Anh Xui, mới qua anh Xui. Ủa mà phải không? Trời ơi, ông sao á, tôi chứ lộn gì. Mà phải không? Còn bà Xui, Thoại Mỹ làm gì, đứng lựng thựng ngay ngã ba đường gì. Lên đây, ta chuyện quan trọng.
Trời đất ơi, tôi đứng ngắm trăng chút cũng không yên với hai ông nữa hả? À. Đúng rồi, hôm nay ngày đầy tháng, đúng không ơi? Đầy tháng cháu ngoại của mình. Cháu nội của tôi hả? Vậy hả? Trời đất ơi, hôm nay tôi với bà tự lộn cái vụ đặt tên cho thằng nhỏ. Tôi thì tôi Hoàng Dĩnh, còn con tôi thì đó là thằng Bền. Đẻ cháu nội mình ra, tôi tính đặt tên mà bà dành. Bà đòi đặt cái tên mà thằng Mãi. Không, 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 không hay. Ông là tên Dĩnh, đúng không? Con của ông tên Bền. Cháu nội của ông đó. Cháu là cháu ngoại ngoại của mình. Dĩnh Bền. Hén. Tên tên Hén. Tên Hén. Thôi không, không có được đâu. Để cho tôi đặt đi. Không, tôi với bà không có cái này để đặt tên. Anh Xui à? Sao? Anh đừng có nói vậy, vì đây là thằng cháu nội. Rõ ràng là cháu Đức Tôn. Tôi phải đặt tên cho nó. Tên gì? Vì nó theo họ tôi mà. Đặt đi. Nếu sau này đẻ thêm đứa nữa, anh chỉ có quyền. Dù trai hay gái, tôi đây không nói một lời. Ủa nói vậy cũng chưa đặt tên. Đây nè, tôi đặt nè. Đặt tên gì? Hoàng Dĩnh. Còn thằng con tôi thì nó Hoàng Bền. Còn cái thằng này là tôi tính đặt cái thằng Hoàng, Hoàng. Thằng Hoàng đi. Hoàng đi. Thằng Hoàng đi rồi đứa sau nữa là thằng Hoàng lên. Dĩnh Bền đi lên. Dĩnh Bền đi lên. Ừ. Xin mời anh Xui chị Xui về chỗ ngồi. Rồi xin mời Dĩnh Bền đi lên, bước lên trên đây. Cái gương mặt em hôm nay hóa trang rất là hợp với những cái dạng vai kiếm hiệp kiểu vậy nè. Rồi cái thứ hai nữa, Hoàng Dũng thì không cần nói về cái khả năng của em nữa. Anh biết là hôm nay sau cái cơn bệnh thì em chỉ hơi bị đuối tí xíu thôi. Nhưng cái khả năng của Hoàng Dũng thì đã được đánh dấu, được định hình. Cố gắng tạo thêm về cái hình tượng nhân vật cái lúc đầu. Khi mà mình xuất hiện với gương mặt yêu quái á, anh cũng không sợ gì mấy ha. Rồi đã có cái áo choàng thì để biết xử lý cái áo choàng. Xoay một cái để mình giấu cái mặt nạ đi. Còn cái phần ứng diễn thì em lanh quá trời lanh. Em chưa gì là mời chị Mỹ lên luôn rồi. Chào anh kép đẹp trai của bà Mỹ. Chị Mỹ chỉ nói như thế này: khi mà mình làm nghệ sĩ, mình diễn một vai nào đã cầm đạo cụ thì mình phải xử lý đạo cụ, đừng bỏ quên nó. Cái áo choàng của em mặc rất đẹp và cái hình dáng dấp của em cũng rất đẹp. Nếu mà em phát huy, em xử lý cái áo choàng thì cái bản lĩnh của em á, nó sẽ hay hơn nữa. Mà em thiếu, em bỏ quên đi uổng. Dạ, và còn về phần đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, anh có nhận xét với thí sinh Hoàng Dĩnh như thế nào ạ? Em đến sân khấu trăm năm ánh Việt với mục đích gì? Dạ thưa anh, Hoàng Dĩnh đến với cuộc thi này tại vì Hoàng Dĩnh có đam mê từ nhỏ. Mà cải lương á, là cái hồn dân tộc. Vì vậy mà em bệnh, em vẫn phải cố gắng để em đến đây, để em học hỏi và giao lưu cùng với tất cả mọi người. Cảm ơn cái tinh thần của em. Đúng như tinh thần của em nói, anh rất là muốn em cùng với tất cả mọi người chung tay, chúng ta cùng làm cho cải lương sáng hơn. Dạ. Trở lại thì anh dùng từ đẹp để nói về em, hình thể đẹp, có giọng đẹp. Nhưng một cái mà anh cần em là đọc thì chưa có. Vậy thì hãy tìm đi một cái cách mà anh nghĩ nhắc về em. Một thế hệ mới, thông minh, sáng tạo, đẹp. Và hãy cho mình những cái vai diễn nặng khí hơn. Em phải dám làm những cái gì trước đây em chưa có làm. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn anh. Bình tĩnh, hy vọng nếu mà vào vòng trong, chắc chắn Hoàng Dĩnh sẽ là một thí sinh rất là tỏa sáng. Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức phần dự thi tài năng của thí sinh Hoàng Dĩnh. Về giùm cho Lan. Là em phải không Lan? Lan, Lan ơi, em đừng lẩn trốn anh. Em hãy ra đây cho anh nói chuyện với em đi Lan. Lan ơi, Lan. Sống không bằng chết.
viết mộng bằng bài thơ, nhưng ai đâu ngờ Lan ơi, mình từng chung một lối, hẹn cùng nhau tìm tới chung bên tương lai. Nhưng nay mình đặng chung lệ cay, tình vui chôn từ đây, vui chôn từ đây. Hoàng hôn buông xuống trên mái đầu còn xanh, mà tim chẳng lành. Chân bước thật mau, đời còn gì ngày sau khi đã cách xa nhau. Người xưa có đang u sầu, đời sao oan trái, một vòng dây oan trái đem tình vui sâu. Người tôi thương yêu xa trước câu thiên môn, buồn bã cúi đầu không nói một câu, bồi hồi mà nhìn nhau lệ tuôn như sông trào. Một cành hoa thắm những đời vui dập tả tơi, tội này điệp mang cho đến thiên thu muôn đời. Mà Lan không trách, bởi vì Lan không trách nên càng sâu. Lan ơi, em đừng lẫn trốn anh. Anh biết là em đang ở đây mà. Em phải ra đây, em phải ra đây mà nghe anh nói đi Lan ơi. Lan. Phu thế người xin hãy về, nước mắt cạn khô từng kỷ niệm ngày thơ vui sau nơi đây mộ. Một tình yêu chết sẽ sống trăm năm để nhắc một câu nhân gian rằng, vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ, học thêm chữ ngờ. Một tình yêu chết sẽ sống trăm năm để nhắc một câu với nhân gian rằng, vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ, học thêm chữ. Thí sinh sẽ có 60 giây để thuyết phục ban giám khảo rằng tôi xứng đáng có mặt ở vòng tiếp theo. 60 giây của bạn bắt đầu. Hoàng Dũng rất là may mắn được hoạt động cải lương trong môi trường chuyên nghiệp. Có nhiều người hỏi thì tại sao Hoàng Dũng lại đi thi cuộc thi Trăm Năm Ánh Diệt. Hoàng Dũng đi thi để thỏa cái niềm đam mê của mình. Hoàng Dũng chỉ mong rằng cải lương sẽ được mọi người yêu mến, rần rộ như đã từng. Riêng bản thân Dũng thì Dẫn đang bệnh đó, nhưng mà Dẫn chưa một lần nghĩ đến là mình sẽ bỏ cuộc. Hoàng Dẫn tham gia Trăm Năm Ánh Diệt với một tinh thần hết mình, rất hy vọng là Hoàng Dẫn sẽ để lại một dấu ấn đẹp trong Trăm Năm Ánh Diệt. Xin được chào mừng quý vị khán giả.
chúng ta đang đến với chương trình Sao Nối Ngôi, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Z Studio phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đêm nay, Đình Toàn mời quý vị cùng bước vào vòng thứ tư của chương trình Sao Nối Ngôi. Trên hành trình nghệ thuật của các thí sinh, họ không đơn độc, luôn có sự nâng đỡ và dìu dắt của những bậc tiền bối, của gia đình, của anh em, bạn bè, những người đồng nghiệp. Và chính vì thế, vòng 4, các thí sinh Sao Nối Ngôi năm nay sẽ cùng nói những lời cảm ơn đẹp đẽ từ đáy lòng mình đến với những người đã đồng hành cùng họ, giúp đưa con thuyền nghệ thuật của họ đi xa. Và đó chính là chủ đề của vòng 4 ngày hôm nay, lời tri ân. Và thưa quý vị khán giả, giờ là lúc chúng ta cùng gặp gỡ vị giám khảo của chúng tôi cùng với những vị khách mời trong đêm nay. Đình Toàn sẽ được trân trọng giới thiệu giám khảo xuyên suốt của chương trình, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Đêm nay chúng tôi mời đến đây hai nghệ sĩ cũng sẽ là hai vị giám khảo khách mời, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và ca sĩ Ngọc Ánh. Và bây giờ là lúc chúng ta dành thời gian để chứng kiến những phần tranh tài hấp dẫn của Sao Nối Ngôi, đêm đầu tiên của vòng thứ tư trong chủ đề lời tri ân. Thưa quý vị khán giả, khi Đình Toàn nói nàng Seda, chắc chắn quý vị sẽ tôi có biết tuần này, một vở cái lương rất quen thuộc, một câu chuyện kể về niềm tin trong tình yêu. Dường như điều này chưa bao giờ cũ. Và ngày hôm nay, một thí sinh của Sao Nối Ngôi đã chính là Bùi Công Danh. Bạn đã mạnh dạn thay đổi mình với một câu chuyện từ vở diễn Nàng Seda. Điều đó đặc biệt như thế nào? Thí sinh chúng tôi hóa thân ra sao? Mời quý vị cùng đến với phần trình diễn của Bùi Công Danh. Seda, sâu chuỗi đá này là của vua quỷ. Vậy là bấy lâu nay nàng luôn tư tưởng về con quỷ đó. Không, Jim. Đúng là những nghi ngờ của ta không phải là không có lý mà. Jim, chàng lại mê sáng nữa rồi. Thế cần nghĩ lại. Tội nàng phải chết. Xin bệ hạ, người hãy bình tĩnh lại, hãy suy xét kỹ chuyện của hoàng hậu Seda. Câm miệng! Con khỉ già sắp được làm người. Nghe cho rõ đây, kể từ hôm nay Seda sẽ không còn là hoàng hậu nữa. Bệ hạ! Ừ lẽ chú đã cùng ta trải qua biết bao nhiêu vui buồn của cuộc đời ta, vậy thì chính tay chú phải trừ khử con rắn độc này. Đưa Seda ra khỏi tổng thành, giết Tư Phương phản bội. Bệ hạ, thật xin bệ hạ đừng vì sự ghen hờn mà mất hết tính nhân. Cuối xin bệ hạ hãy suy xét kỹ lưỡng để sau này hối hận ăn năn. Đây là lệnh của một thánh quân. Cái lệnh kém đâu. Bệ hạ, bệ hạ! Lệnh đức vua đã ban hành, chú hãy mau giết chị đi. Để Hanuman cắt mớ tóc này đem về cho thanh thượng làm tin. Không, không đâu mà thế đó. Không, đức vua Bờ Rìm đã bị sự nghi ngờ cai nghiệt nên không còn phân biệt được đâu là cái tốt, đâu là cái xấu, đã biến mình thành một kẻ độc ác nhất trần gian. Nhưng chị Seda ơi, lương tâm nào cho phép em cầm gươm giết chị hả? Chị không thể nào chết oan được. Tình yêu đã không thắng nổi lòng ghen, mọi sự đã không còn phương để cứu vãn, thì cái chết
là sự giải thoát cho ta và chàng. Nhưng em không làm như vậy được mà chị Seda. Chú Ble Hanuman, người có cao kiến gì để cứu lấy hoàng hậu Seda thoát khỏi cái chết hay không? Thương công Ble, người còn không cứu được người, huống chi tôi chỉ là loài thú, thì làm sao có thể cứu được một con người kia chứ? Tôi là loài thú sống ở rừng sâu, tinh khôn không bằng con người, nhưng tình yêu thương đồng loại của loài thú chúng tôi hơn hẳn loài người gấp trăm ngàn lần, nhất là tình chồng vợ. Loài thú chúng tôi không bao giờ đối xử tệ bạc với bạn chung tình với mình như đức vua Prim đối xử với bà Seda như vậy đâu. Cũng may tôi còn là thú chứ chưa phải là con người. Nhân tiện đây tôi xin giả từ cái kiếp sinh nhân, quay về kiếp thú sống nơi núi rừng làm người. Nhưng thể vua Điềm còn thua loài thú tụi đây không làm. Hanuman Ble, tôi chết rồi là hết một kiếp người, chỉ tội tình cho đứa con tôi còn trong bụng mẹ chưa ra chào đời. Bà Seda, chị Seda, chị nói sao? Còn một đứa bé ở trong bụng của chị nữa à? Trời ơi, giết một thạch thai. Ôi, con người lại độc ác như vậy hay sao? Không, không, Bên Lè, hãy chờ đó, đợi tôi quay về. Hanuman, người tính đi đâu nữa? Động lòng thú, tôi về báo lại cho người ấy. Thì trừ khi nào người không phải là con người mà đối xử với bà Seda như vậy. Không, Hanuman Ble, chú hãy thi hành theo lệnh của đức vua. Chị không thể sanh ra trên đời một con người, nhưng không cho nó sống trọn một kiếp người. Nó sẽ chết cùng với tình yêu của chị. Chị Seda, hãy để cho chị được ra đi. Không, chị ra lệnh cho chú hãy giết chị đi. Em không làm được mà. Chú không làm được chứ gì? Vậy chị sẽ chết cho chú vừa lòng. Chị Seda, buông chị ra. Của quân vương đã biến ta thành một tên đau phù. Ta giết ai đây? Giết tình, giết nghĩa, giết chị Seda, hay ta giết chính ta để cho đức vua thương tình tâm hồn? Chị Seda, Ble, trời ơi, sao chú lại làm như vậy? Em về âm cung chỉ chốn dương trần, cuộc sống thế nhân còn nhiều điên đảo, chỉ ở lại như giữ gìn thân đơn, chờ mong ngày sau cháu bé lớn khôn. Chuyện cũ hôm nay sẽ tan thành quá khứ. Chị hãy gặp anh Diêm, tâm tình cởi mở,
ngày tháng phôi pha tan hết buồn phiền. Chú Bờ Lẹ, chú là người sống có tình có nghĩa, nhưng tại sao ông trời lại bắt chú chết đau chết đớn như vậy? Em chết đi là hồn vách yên vui, chỉ tội cho Hanuman chưa được làm người mà niềm tin đã mất. Đây, đây trái tim tôi, trái tim của một con người có nghĩa có nhân, tôi sẽ trao cho Hanuman để tăng thêm bầu nhiệt huyết, để lấy lại tin tưởng chừng đã mất. Tôi sẽ trao tặng trái tim này cho người. Trái tim này sẽ giúp người thấy được tương lai, thấy được tình người là cao cả. Nhận lấy trái tim đi Hanuman. Đúng, phải. Chỉ có con người mới là vô giá, trên các loài sống ở thế gian. Hanuman, nhận lấy trái tim. Tôi sẽ cố gắng, cố gắng làm một con người. Bùi Công Danh, vì ngày hôm nay bạn đã chọn trích đoạn trong một vở cải lương rất nổi tiếng, Nàng Seda. Đó là vai diễn cách đây nhiều năm mà cha của Công Danh đã thể hiện. Vậy chúng tôi hiểu vì sao bạn chọn Nàng Seda trong ngày hôm nay, nhưng chúng tôi cũng thắc mắc là vì sao bạn mời nghệ sĩ Bảo Trí? Lúc mà nhỏ em sinh hoạt ở sân khấu kịch Tuổi Ngọc á, là em cũng có rất là nhiều dịp mà may mắn được cộng tác với anh Bảo Trí trong cái những vở kịch thiếu nhi. Và em học hỏi được anh Bảo Trí làm cái tính làm việc rất là chuyên nghiệp, tận tình với đàn em. Mà anh Trí có thể là vừa diễn kịch và vừa hát cải lương được luôn. Thưa anh Bảo Trí, trước hết là cảm ơn anh đã đến với Sao Nói Ngôi, và đặc biệt là luôn luôn đồng hành cùng với các bạn nghệ sĩ, các bạn diễn viên trẻ. Nhưng anh ơi, khi mình làm việc với các bạn thì cái cảm giác của anh như thế nào? Anh có cảm giác là anh được sống lại cái thời hoàng kim của bộ môn nghệ thuật cải lương. Dạ. Tại thật sự chỉ có chương trình Sao Nói Ngôi mới có những cái vở cải lương mà gọi là gần như kinh điển, được các bạn trẻ thể hiện lại. Thật ra khi nghe Bùi Công Danh mời Bảo Trí tham gia, là nghe nói về mà biểu diễn Nàng Seda, thì Bảo Trí cũng thắc mắc là không biết là Bùi Công Danh sẽ giao cho mình vai gì. Thì anh nghi nghi, chắc không lẽ anh đóng du quỷ, cũng nghi nghi rồi, nhưng ai vậy, cuối cùng hơn du quỷ luôn á, du khỉ. Dạ. Cảm ơn nghệ sĩ Bảo Trí, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn tất cả. Tôi biết là cái công sức anh Bảo Trí bỏ ra chỗ này rất là nhiều. Dạ. Nhất là ổng chẻ cái câu giọng cổ ra mà để mà thoại mà khoảng 5 hơi để mà xuống hò đó. Và khi bắt đầu đổ xuống cái nhịp 16 vô cái hò một cái, thì bạn Công Danh thoại không, và những cái thoại đó hợp lý. Bạn thông minh, nói là bạn giữ ngay cái cây dao ngay đó để bạn nói. Bạn làm giống ba bạn, là có nghĩa là ca mà ca mệt, chú Công Tài ổng ca, ca mệt, lấy hết sức bình sinh để mà ca. Qua cái tiết mục này, tôi ghi nhận được cái sự cố gắng và đặc biệt là cái ý nghĩa tri ân nghệ sĩ Công Tài, một người cha có một cái vai diễn để đời. Em được lợi thế ở hình dáng và giọng nói. Và cái khi mà em hát cái câu vọng cổ đó, thì người ta chấp nhận là bởi vì em không phải là sở trường về vọng cổ. Nói chung, tiết mục thì nhìn thấy cái thần sắc của em diễn, cái phong cách của em diễn, cũng như cái sự mạnh mẽ trong cái lời nói của em, chị rất là thích cái cách diễn như vậy. Tập này là tập tri ân, con muốn tri ân ba. Nhưng nếu là cô chọn vai vua khỉ, vai vua khỉ mới là chỗ để cho con biểu diễn kỹ thuật biểu diễn của con. Con vừa hình thể, con vừa ca, mà nếu trong câu vọng cổ có một cái gì đó nó chưa phải là kép thì nó là vua khỉ hát.
đó là cái kinh nghiệm để mình chọn những cái sau. Và xin được mời điểm số từ ban giám khảo. Toàn xin mời số điểm từ nghệ sĩ Hữu Quốc, 9,75 điểm. Cảm ơn nghệ sĩ Hữu Quốc. Xin mời nghệ sĩ Hồng Vân, 9,75 điểm. Cảm ơn nghệ sĩ Hồng Vân. Và chúc mừng phần thi của thí sinh nghệ sĩ Bùi Công Danh.